Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục đến với series video về tựa game Thiếu Niên Ba Quy. Thì con game này cũng đã có thời điểm ấn định rồi, sẽ ra mắt vào ngày mùng 5 tháng 11. Đấy. Và tựa game này đến thời điểm hiện tại bây giờ mình đã hướng dẫn mọi người cơ số những cái video rồi. Thì về đội hình build các team của các nước thì có team Ngụy và team Quần rồi. Còn mỗi Ngô và Thục thì mình cũng thu xếp làm nốt cho mọi người. Nói chung là còn rất là nhiều cái phải làm, anh em cũng đề xuất để làm nhiều cái nhưng mà thật sự là không có thời gian nhiều lắm. Đấy, không có thời gian nhiều. Đấy, anh em phải chịu khó giúp mình một tí, thông cảm giúp mình một tí. Ok, hôm nay là đội hình team Thục đi. Đội hình team Thục là một trong những quốc gia mà phải nói là không biết có nên dùng từ con đẻ với cái đội hình này không, bởi vì mình thấy trong rất nhiều tựa game ấy, đội hình nó khá là mạnh. Đấy, nước này là một quốc gia khá là mạnh và khá là đồng đều, nó ổn định từ đầu game cho đến cuối game. Đó là về các tựa game khác. Với Thiếu Niên Ba Quy thì khi phải nói là ngay từ đầu chúng ta đã có một trong những thứ gọi là con đẻ nhất của nhà phát hành luôn, đó là về cái skin của tướng. Một mình Triệu Vân có sở hữu 1 2 3 4 bốn cái skin tướng, bốn đúng không nhỉ? Đúng không? Bốn cái skin tướng mà đến phải tận đến sau này khi mà update Kim, nghĩa là phải tầm khoảng nửa năm, gần nửa năm sau khi game ra mắt update Kim tướng rồi mới sau đó mới có skin của Kim tướng. Còn trước đó không có một con tướng nào có skin ngoài Triệu Vân. Một mình nó bốn cái. Những bốn cái, một mình nó bốn cái. Kim tướng đến thời điểm hiện tại bây giờ hay là Tử Kim tướng đến thời điểm hiện tại bây giờ cũng chỉ có một một bộ duy nhất. Mình thằng này bốn bộ. Thế là anh em biết độ con đẻ của vị tướng là như thế nào rồi, và trong tự game này nó cũng thế. Đấy. Đầu tiên mình sẽ tiếp tục với những cái video như những video trước, mình sẽ không đề cập nhiều đến tướng cam và tướng phẩm dưới nữa. Mình sẽ chỉ nói về tướng đỏ đổ lên mà thôi, bởi vì nó sẽ là cái mục tiêu mà anh em nhắm đến. Nhưng mà mình phải nói cụ thể một cái điều như này. Nếu như mà tựa game này ra mắt ở bản Việt Nam đúng theo mô típ thì sẽ không có kim tướng ngay từ lúc đầu. Mà phải như mình nói vừa rồi, gần nửa năm thì mẹ cũng bắt đầu update những kim tướng đầu tiên. Nhớ là những kim tướng đầu tiên, nghĩa là chỉ có một con thôi. Và game nào cũng vậy, khi mà cái thời điểm mà con kim tướng được ấn định ra mắt ấy, thì cái việc sở hữu nó sẽ là một trong những điều rất là vất vả, rất là khó khăn. Đó, chứ nó không đơn giản, không dễ dàng một chút nào luôn. Đấy, sau này khi mà nó nhiều kim ra rồi, thêm những cái chế độ mới như của tử kim ra rồi, thì kim tướng ấy sẽ được giảm cái khả năng lấy xuống. Đấy, nhưng mọi người đừng đừng có đóng khung vào các cách chơi của những cái bản khác B và bản Việt Nam nhá, gãy ngay đấy. Bản bản nếu như các bạn chơi ở bản Việt Nam, nếu như chuẩn xác là nếu như họ không update có kim tướng thì những tướng đỏ lúc đấy mới là những con tướng quan trọng và nó sẽ có giá trị ngang ngửa những con kim tướng mà các bạn đang chơi ở các server khác. Đấy, các bạn phải kiếm. Về đội hình của team Ngụy à quên Thục, chúng ta cũng có 1 2 3 4 5 6 con tướng. Chúng ta cũng có 6 con tướng đỏ quan trọng của team. Thì một đội hình thì có tổng cộng 6 tướng, trừ main ra là 5. Vậy chúng ta sẽ phải chọn 5 con tướng trong 6 con tướng đỏ này để các con tướng các bạn nên dùng. Vị tướng đầu tiên đó chính là đam chính ở trong team, chính là Triệu Vân. Đấy, con Triệu Vân này thì nó là một con tướng gây sát thương hàng dọc, gây ra một lượng sát thương khoảng tầm nếu như mình nhớ không nhầm mà lượng sát thương của nó sẽ phải ngang ngửa với con Trương Phi. Nghĩa là nó và Trương Phi là hai con tướng trong đám tướng đỏ có lượng sát thương theo kiểu sát thương phần trăm sát thương cao thứ hai của team Thục, chỉ sau mình còn Khương Duy thôi. Đấy, con Triệu Vân này và con Trương Phi là hai con tướng có sát thương vật lý rất là cao. Đấy, ngoài ra thì nó còn có khả năng có nó còn có tỷ lệ hồi hồi nộ, tỷ lệ hồi 4 điểm nộ. Đấy, tỷ lệ hồi 4 điểm nộ và sẽ tăng sát thương của bản thân nữa. Nó sẽ tăng sát thương của bản thân lên khá cao. Đấy. Mình nhớ nhầm lúc cái tỷ lệ lúc đầu chỉ là 15% và nó sẽ tăng theo sao và tăng theo kỹ năng. Sau này kia các bạn nâng cao lên thì nó tăng theo sao, tăng theo lưu vực, nâng cao thì nó sẽ tăng lên. Đây là một trong những vị tướng gọi là chủ lực đầu game của team Thục. Tại sao lúc nãy anh em sẽ nghe mình bảo là ớt chứ tại sao con Khương Duy anh vừa nói đam nó to thế mà lại không phải chủ lực? Khương Duy đây, đây là Khương Duy tử kim được nâng cấp rồi, chứ còn thường thì nó không được như này đâu. Quay về bình thường kiểu gì ta? À, chỉ có ra ngoài thôi, trong này thì nó không cho quay về. Đây chính là con Khương Duy nhá, Khương Duy là tử kim, nhưng mà anh em cứ mặc định để tôi ra ngoài cho chắc chắc.
Đây, như này cho nó chắc, như này cho nó chắc, anh em nhìn cho nó rõ. Nhớ anh em sẽ bảo ớ con này sao lúc đầu ấy, tôi nói thật đến cỡ khoảng 90% người chơi nếu như không dịch và không biết tiếng ấy sẽ nhìn con này giống mã siêu. Đấy, giống mã siêu vãi đái luôn, rất nhiều người nhập. Đấy. Con Khương Duy này là con tướng có lượng sát thương cao bậc nhất với cái phần trăm sát thương của team Thục rất cao luôn. Nếu như ở Triệu Vân thì chỉ số đầu của nó là 246% sát thương, thì ở Khương Duy nó là 320% sát thương vật lý. Ngoài ra với Triệu Vân ấy, nó có tỷ lệ 40% từ đầu là có thể khiến bản thân hồi điểm nộ. Còn với Khương Duy thì nó lại có tận 70% tỷ lệ tăng 2 điểm nộ cho bản thân. Ở Triệu Vân là 4 điểm nộ. Và ngoài ra thì Khương Duy còn có khả năng boost tấn công và chính xác của bản thân lên theo một số lượng phần trăm nhất định nữa. Đấy, nghĩa là về sát thương thì nó là một con tướng lượng sát thương khá là cao. Nhưng mà giống như ở team Ngụy mẹ nói rồi, con Hứa Chử cũng của team Ngụy cũng là một trong những điển hình của cái việc sát thương cao nhưng mà lại không được lựa chọn nhiều lắm. Thứ nhất là chúng nó đều là tướng đam đơn thể. Vì sao lượng sát thương nó cao vậy? Bởi vì nó đam đơn thể nên nó mới cao như thế. Chứ còn nếu như mà so sánh với việc Triệu Vân nó đam hàng dọc ấy, thì nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Tướng đam đơn thể rất khó kết thúc trận đấu và cực kỳ lâu. Nếu như chết cái là gãy. Mà chắc chắn là không thể nào đủ một cái lượng đồ để mà các bạn up cho tận hai con tướng gây sát thương cho team được. Ngoài ra thì cái phần trăm hồi nộ của nó cao nhưng mà chỉ hồi 2 nộ. Phần trăm của Triệu Vân thấp hơn nhưng mà nó hồi tận 4 điểm nộ. Nên là team thủ cũng là một trong những team có khả năng hồi hồi nộ khí khá là tốt. Đấy, hồi nộ khá là tốt. Nhưng mà nó sẽ hơi phức tạp một chút trong vấn đề đi map ở team thủ, bởi vì cái lượng tướng chống chịu của team này nó không phải là mỏng đâu nhưng mà nó không được cứng lắm. Đấy, chung là vậy. Rồi, vị tướng tiếp theo mình sẽ nói Trương Phi đi. Trương Phi là một trong những con tướng sát thương cũng hàng dọc. Đấy, cũng hàng dọc luôn. Nó cũng gây lượng cái tỷ lệ phần trăm và cái lượng sát phần trăm sát thương cao ngang với Triệu Vân. Đấy, ngoài ra thì nó còn có khả năng bút bạo kích. Đấy, bút bạo kích và nó bút cả chỉ số bạo kích và cái phần trăm xuất hiện bạo kích nữa. Đấy, ngoài ra nữa thì Trương Phi còn là một trong những con tướng có cái tỷ lệ gây thêm một lượng sát thương bằng 120% với lượng sát thương cực kỳ cao. Chính vì vậy nên là Trương Phi được coi như là thành thành phần gọi là vét máng dọn đường đấy, cho những cái gì còn sót lại ở trên trận đấy, của Triệu Vân. Hai con tướng hàng dọc đến đến đứng cùng một team mà đứng cùng một team thì nó quá lợi hại rồi, nên là nếu như mà mình nghĩ nếu như anh em chơi ấy, thì mình nghĩ nên dùng cả Triệu Vân lẫn Trương Phi thì nó sẽ dọn hàng tốt hơn, sát thương sẽ ổn hơn và dọn hàng tốt hơn là các bạn dùng Triệu Vân với con Khương Duy hoặc là Khương Duy với con Trương Phi đấy. Đâm hàng dọc nó kiểu là như cái mô típ như anh em sẽ gặp ở trong nếu như OMG sẽ có một cái mô típ kiểu là Trương Phi và Hạ Hầu Đôn này, Trương quên nhầm nhỉ, Trương Liêu và Hạ Hầu Đôn, Triệu Vân và con Khương Duy đấy, đấy là những cái combo hàng dọc rất là tốt và vét cực kỳ nhanh đấy. Rồi tiếp theo là ai bây giờ, Ngụy Diên đi. Ừ đấy, Ngụy Diên đi. Ngụy Diên trong game này được đẩy lên khá là cao ngang ngửa Triệu Vân. Ngụy Diên là một con những con tướng có khả năng sát gây sát thương hàng trước, gây sát thương hàng trước, đồng thời nó sẽ có một cái tỷ lệ gây choáng và còn làm giảm cái khả năng trị liệu của mục tiêu nữa. Đấy, và có thể bút cả chính xác. Chính vì vậy đây là một trong những con tướng khống chế gọi là khá là ổn áp đến từ team thủ, mà chắc chắn là nếu như đã có tướng không khống chế là các bạn không thể là bỏ rồi, game nào cũng vậy thôi, đặc biệt là thẻ bài, thẻ trong cái dòng game thẻ bài cái dạng tướng khống chế là tướng gần như là bất di bất dịch và cực kỳ quan trọng trong team. Chắc chắn là các bạn phải có nó rồi. Đấy, thế là về con Ngụy Diên. Đấy, tiếp theo là con nào? Bằng Thống thì đúng rồi. Thành phần này thì cũng không thể thiếu được, bởi vì sao? Nó là tướng bút. Nhiều người sẽ bảo, ôi con này là tướng bút, tại sao không phải là Mã Lương? Mỗi game nó một kiểu. Không. Ok. Bằng Thống thì nó là một tướng bút thì nó đơn giản, nó chỉ là bút thôi, bút mọc. Đấy. Bằng Thống thì có khả năng là trị liệu cho toàn bộ tướng phe ta. Đấy, ngoài ra thì còn tăng chính xác nữa, tăng tỷ lệ chính xác, nói chung là tăng được chính xác này, tăng được cả nộ khí nữa, nói chung là con này là một tướng bút hoàn hảo. Đấy, một con tướng bút cả máu cả chính xác cả nộ khí thì chắc chắn là không thể nào thiếu rồi, chắc chắn là không thể nào bỏ rồi, sao mà thiếu con tướng này được. Rồi thành phần cuối cùng Hoàng Trung nhỉ, còn mỗi Hoàng Trung tôi chưa nói đến.
Nhiều con tướng đỏ anh em thấy bất ngờ đúng không? Hoàng Trung thì nó là một con tướng gây ra cái lượng sát thương cho toàn bộ phe địch luôn. Đấy, giảm 2 điểm nộ khí cho toàn bộ phe địch. Ngoài ra thì con này nó là một trong những con tướng mà có khả năng giảm giảm trị liệu hay là gọi là giảm cái hiệu ứng tốt ở trong phe địch như là chống đỡ này, né tránh này đấy, của team địch xuống. Đấy, giảm cái phần trăm đấy của team địch xuống và duy trì tận 2 hiệp cơ, nên là một trong những con tướng cũng chắc chắn là các bạn phải có, lại thêm một tướng các bạn phải có ở trong team. Nhưng mà có bao nhiêu tướng khống chế thì hay là tướng có khả năng tác động vào nộ là cứ bề vào hết, bưng vào hết, nên là chúng ta sẽ gom 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 lại, chúng ta có 6 vị tướng, chúng ta có 6 vị tướng thì Triệu Vân là nam chính rồi đấy. Trương Phi là tướng vét vét theo Triệu Vân rồi, rồi còn một con bút và 2 con tướng khống chế. Như vậy là kẻ sót lại chỉ còn một mình con Khương Duy, con tướng sót lại. Thật ra nếu anh em nào thích thì vẫn có thể dùng Khương Duy được, nhưng mà mình đã nói bên trên rồi, nếu các bạn dùng Khương Duy thì chắc chắn các bạn cái vị trí tướng mà các bạn bỏ ra nó sẽ là Triệu Vân, chứ rất khó để nuôi cả Triệu Vân lẫn Trương Phi trong cùng một team, bởi vì mình nghĩ khả năng hiệu quả so với Trương Phi của nó là không bằng đấy. Ok, đó là toàn bộ về tướng đỏ. Tiếp theo là về tướng kim đi. Tướng kim đầu tiên update là tướng nào nhỉ? Mã siêu. Mã siêu. Với Mã siêu thì nó sẽ là vị tướng đầu tiên được update ở trong team thục, và nó sẽ là con tướng gọi là tướng gây sát thương, rồi một tướng gây sát thương sau khi mà các bạn muốn thay thế con Triệu Vân, và vị trí của nó chắc chắn rồi sẽ thay con Triệu Vân ra đấy. Con tướng này thì nó giống như kiểu con Điển Vi ấy, nó là con tướng gây lượng sát thương cho mục tiêu đơn thể, nó lượng sát thương cực kỳ cao, cao vãi đai cao luôn, nên là nếu như anh em thích thì sẽ là bỏ nó làm tam chính và vẫn dùng Triệu Vân, nhưng mà sẽ bỏ Trương Phi, hai là bỏ Triệu Vân ra đấy. Con tướng này thì nó có khoảng, ngoài ra ngoài việc gây ra một lượng sát thương rất là to cho một mục tiêu đơn thể này, thì nó còn bút nộ cho bản thân 2 điểm nộ đấy, bút cả bạo kích lẫn tỷ lệ chính xác của bản thân lên đấy. Ngoài ra thì nó còn gây ra một cái lượng sát thương khá là lớn đến cho team địch sau cái lần nộ đó nữa. Như vậy thì tổng kết lại này, chúng ta có lượng sát thương đầu đến từ mã siêu rơi vào tầm khoảng 450x, 450% sát thương. Đấy, có một tỷ lệ khoảng tầm 50% tăng 2 điểm nộ khí, và sẽ bút tỷ lệ khoảng sẽ bút bạo kích và chính xác thêm 50%. Đấy là những cái chỉ số gốc, sau này tăng sao ấy nó tăng lên nữa thì mình không nói. Ngoài ra sẽ khiến mục tiêu gây ra một phải chịu một cái lượng sát thương bằng 350% sát thương. Nhớ nhá, 350% sát thương. Nghĩa là cái lần nổ đam thứ hai của nó còn cao hơn cơ số những cái vị tướng sát thương tướng đỏ ở bên dưới. Đó là chính bởi vì sao mà mình có một khi mình nói đoạn con tướng này là một tướng tam đơn mục tiêu, anh em sẽ thấy bị khớp tại sao mình không dùng Khương Duy mà lại đi dùng con Mã Siêu khi mà mình nói là tam đơn mục tiêu sẽ bất lợi. Bởi vì lượng lượng sát thương của Khương Duy không bằng mà con tướng này, mà Mã Siêu lại một tướng gây sát thương quá nhiều, quá to và nó khủng khiếp đến cái mức như vậy. 2 lần nổ ra của nó tổng cộng, một lần là 450%, một lần là 350% trong cùng gây ra cho cùng một con tướng, thì rất ít có vị tướng có khả năng chống chịu lại cỡ như vậy. Giật là chết, giật là chết. Chính vì vậy là nó chắc chắn là các bạn chắc chắn là các bạn sẽ phải dùng nó, và nó là con tướng kim đầu tiên lại càng phải dùng, lại càng phải dùng luôn đó. Đó về mã siêu. Cái tướng tiếp theo, cái tướng tiếp theo đi. Ra Cát Lượng. Ra Cát Lượng chứ không phải là con tướng update tiếp theo hay sao, nhưng mà thôi cứ nói về Ra Cát Lượng đi. Ra Cát Lượng sẽ là con tướng gây ra sát thương cho toàn bộ phe địch, nó giống kiểu Hoàng Trung ấy. Nó gây ra sát thương cho toàn bộ phe địch ở chỗ đấy. Ngoài ra thì nó còn khiến cho những cái con tướng mà có lượng sinh lực trên 50% sẽ phải chịu thêm một lượng sát thương nữa, có nghĩa là nếu như mới vào trận mà nó nộ ấy, là kiểu gì nó cũng chắc chắn 100% là sẽ gây sát thương thêm một lần nữa cho tất cả các tướng thêm một lần nữa đấy. Ngoài ra thì nó còn bút bút cả chống đỡ cho toàn bộ phe, cho toàn bộ tướng của phe ta, bút chống đỡ cho toàn bộ tướng của phe ta. Và cái cuối cùng, cái điểm nhấn mạnh nhất đến từ Gia Cát Lượng, đó là nếu như mà số lượng tướng ở phe ta ít hơn số lượng tướng của phe địch thì nó sẽ có một cái hiệu ứng không, nó sẽ xuất hiện một cái hiệu ứng, quên tôi định nói hiệu ứng khống chế nó sẽ xuất hiện một cái hiệu ứng này nó sẽ hút toàn bộ phe địch 2 điểm nộ khí và sẽ có 50% xóa toàn bộ những cái trạng thái bất lợi của bản thân đấy.
Thế nên mới bảo nó quan trọng đến mức nào. Đọc đến đây là anh em thấy là nó sẽ là tướng không thể thiếu ở trong team mình rồi. Đấy. Ok, tiếp theo là bởi vì sao anh em nhìn nhá, chúng ta có 1 2 3 4 và 5 con tướng kim. Nên là thành thử ra là các bạn sở hữu thì các bạn cũng phải book cả thôi. Cũng không có lựa chọn nào nhiều hay là không có nhiều cái lựa chọn cho các bạn gọi là né nổ các kiểu đâu. Sau này nếu như các bạn lên tướng kim thì chúng ta mà phải đau đầu xem phải nhét con tướng nào thay cho con tướng nào thôi. Chứ còn lúc đầu thì chắc chắn là không rồi. Đấy, cứ có con nào dùng con đó. Quan Vũ đi nhỉ? Về Quan Vũ thì Quan Vũ nó là một tướng update gần như cuối cùng. Hình như là cuối cùng luôn. Con tướng này thì có thể hình dung nó là tướng tướng tam phụ cũng được. Tam phụ cũng được bởi vì nó cũng gây ra lượng sát thương cũng tàn tạ. Cũng tàn tạ. Đấy. Ngoài nhưng mà cái quan trọng vậy, lượng sát thương một phần trăm sát thương của nó không cao nhưng mà nó có khả năng bỏ qua được thủ của mục tiêu, nên là cái thành ra cái lượng sát thương của nó, cái lượng máu mà nó bốc lên ấy, thì lại rất là nhiều. Đấy, ngoài ra thì con tướng này còn có khả năng là giảm thương. Đấy, giảm sát thương, giảm sát thương cho toàn bộ phe ta nữa. Đấy, nên là nó sẽ khá là xịn sò khi mà có thêm một vị tướng ở trong team. Hồi nộ tốt, giảm sát thương tốt, nên là đây là một trong những con tướng mà được sử dụng làm tam phụ nhiều, sử dụng làm tam phụ khá là nhiều. Đấy. Không chỉ vậy, cái điểm nổi bật của Quan Vũ nó còn nằm ở ở cái điểm là nó là một trong những con tướng có khả năng miễn khống chế tốt ở trong tiên thuộc. Đấy, nên là các bạn có thể vừa để nó làm đam phụ hoặc vừa có thể làm tanh được, nhưng mà mình nghĩ là đam phụ sẽ lợi hơn, gọi là nửa đam nửa tanh thì sẽ tốt hơn. Việc nó miễn khống chế và nói chung là cái việc bỏ qua cái phòng thủ của đối phương là đổi những cái chỉ số khá là thú vị rồi, khá là thú vị rồi. Đây là năm con tướng kim của team thuộc để mình để thấy toàn những con tướng mạnh, toàn tướng quan trọng rồi. Tiếp theo là Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh thì sẽ là một con tướng gây ra sát thương hàng dọc, gây sát thương hàng dọc. Ngoài ra thì nó còn boost cả tỷ lệ chính xác, boost cả sát thương cho toàn bộ phe luôn. Nói chung là team thuộc rất là hay, cái hiệu ứng quang chiến trường của nó rất là tốt. Nói anh em nào thắc mắc hiệu ứng quang chiến trường đó là hiệu ứng mà boost, hiệu ứng gọi là một trong những hiệu ứng gây tác động cho toàn bộ team. Đấy, cho toàn bộ tướng của phe ta, nó gọi là hiệu ứng quang chiến trường. Đấy, đây là một trong những con tướng có khả năng tốt về nói chung là cả cả team, tất cả các team thuộc. Rất nhiều những con tướng có những cái khả năng boost cho toàn toàn bộ phe ta luôn. Thế nhá là dùng nó thích dã man luôn đấy. Đấy, ngoài ra thì nó còn có khả năng bút nộ nữa, nhưng mà bút nộ cho một vị tướng ngẫu nhiên thôi, nhưng mà tỷ lệ bút nộ nó khá là cao, tỷ lệ của lúc ngay từ lúc đầu nó đã là 80% bút 4 điểm nộ rồi, nên đây là một trong những con tướng cho vào gọi là support được đấy, kiểu vậy. Support thì cũng ổn, sát thương của nó thì cũng cao, sát thương hàng dọc của nó khá là khủng khiếp đấy, sát thương tận 300, hơn 300% sát thương, nên là cũng là một vị tướng gây sát thương đẹp ngon. Xịn sò các kiểu đấy rồi. Và vị tướng cuối cùng như mình chưa nói con Lưu Bị đúng không nhỉ, mình nói con Lưu Bị đúng không, mình nói ra các lượng nhỉ, như tôi nói con Lưu Bị đấy. Con Lưu Bị thì sẽ là một trong những tướng gây sát thương hàng trước, đồng thời là giảm, có khả năng giảm điểm nộ, giảm 2 điểm nộ khí đấy, giảm cả tấn công luôn, giảm cả nộ cả công của mục tiêu đấy, và còn có khả năng bút sát thương cho phe ta nữa, cho toàn toàn bộ phe ta luôn, cũng sát thương cho toàn bộ phe ta luôn. Nên là nói chung là mình nói ở bên trên rồi, cái team này buồn cười lắm, nó bút toàn hiệu ứng quang chiến trường thôi, bút cho toàn team ấy, nhưng là dùng nó thích hơn những team khác rất là nhiều đấy. Và với con Lưu Bị thì vị trí của nó thì thường thường ấy, một là support, hai là kiểu nửa support nửa tank, kiểu tanker support nó sẽ là ổn nhất bởi vì lượng sát thương của nó là tầm trung không cao, nhưng mà có khả năng giảm gọi là CC của nó tốt và bút 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 cũng tốt, giảm cả sát thương giảm cả điểm nộ của mục tiêu là thấy ngon rồi. Ngoài ra là so với team thục ấy, em thấy từ trước đến giờ từ nãy giờ mình nói này, đam có này, bút chuẩn có này, đam phụ có rồi, nên thành ra là nó thì chả thể nào cho nó thành một tướng theo dạng là đam phụ được, nên là một chỉ có là support mà hai nó là tank thôi. Thì nãy giờ thiếu tank thì thật ra con này tanh nó cũng thật ra không phải mình con này mà toàn bộ tướng của team thục mình cũng không đánh giá về khả năng chống chịu của chúng nó lắm, nên là thôi con này cứ áp thành tanh cũng được, hoặc là kiểu nửa tanh
nửa support cho cứ cho lên để mà chống chịu là được rồi. Đằng nào thì nó cũng là một tướng gây ra kiểu khống chế, nên thành ra thì nó được những vị tướng ưu tiên hàng trước là cũng hợp lý rồi, chả thể nào né được đấy. Ok, chung là đó là về toàn bộ những vị tướng kim đến từ Tiến Thục. Còn về tử kim thì có lẽ là sẽ hơi sớm nên mình nói kiểu hiện tại bây giờ, bởi vì những con tướng này sẽ thay vào sau, thì sau này mình sẽ có những cái video cụ thể hơn về các vị tướng của Tiến Thục đến thời giai đoạn tử kim thì các bạn sẽ phải thay tướng nào, bởi vì ở đây chúng ta đã có tận 5 vị tướng rồi, nghĩa là nó sẽ đủ một cái khung hình cho team Thục rồi. Nên là sau này nếu như có tử kim thì mình sẽ làm một video riêng khi mà anh em sở hữu những tử kim đầu tiên thì sẽ thay thế những vị tướng nào. Đấy, như vậy thì để vì sau này. Đấy, ok. Thử một trận PK đi. Thử một trận PK đi. Đây xem nào. Tựa game này thì cái PK của nó sẽ hơi nhanh. Hơi nhanh. Các hiệu ứng của nó khá là nhanh, nên là các bạn xem nó sẽ kiểu hơi khó hình dung, hơi khó tiếp cận một chút so với các tựa game khác. Đúng rồi, nó nhanh lắm. Vèo vèo. Đấy là còn tắt mode speed cái kiểu gì rồi đấy. Nhưng như tôi vẫn để mode speed của game. Ủa, thấy quả mã siêu cầm quả thần binh là thấy sát thương lắm, khủng khiếp rồi nhưng vẫn chưa là gì. Đây là Quan Vũ. Ôi, vẫn chưa chết ạ. À? Lì thật sự. Thôi rồi, xong xong xong. Mất đam rồi là xong rồi. Gãy rồi. Thắng nhanh nha bạn ơi. Kết thúc trận đấu rồi. Đấy. Thế là một trận PK. Một trận PK thôi. À, chỉ thế thôi. Ok. Chung là video này thì mình sẽ phép kết thúc ở đây thôi. Anh em mà thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe kênh giúp mình. Các video về những trận PK tiếp theo ở những cái hướng dẫn tiếp theo mình sẽ làm và đăng ở trên kênh. Chính vậy nên là anh em có thể đăng ký kênh và bấm một quả chuông thông báo để không bỏ qua những cái video ở trên kênh của mình. Ngoài ra thì ở dưới phần bình luận mình có ghi một cái gọi là danh sách phát những tựa game ở những cái video về tựa game thiếu niên danh tướng ba à quên, về tựa game thiếu niên ba quy thì anh em có thể xem ở đó. Ngoài ra thì link cộng đồng riêng của mình, cộng đồng của game và tất cả những cái hỗ trợ mọi người chơi ở các bản khác đều ở dưới phần mô tả video hết. Thì mọi người hãy xuống đấy để truy cập giúp mình nhá. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo.